Xin chào tất cả quý bà con, đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Sau đây là phần báo giá mít Thái của một số khu vực trong buổi chiều hôm nay, giá được cập nhật lúc 4 giờ chiều. Theo thông tin nhận được từ vựa và anh em thương lái, thì giá mít Thái buổi chiều hôm nay tiếp tục bình ổn ở các khu vực, giá không dao động gì so với buổi sáng. Giá chi tiết mình sẽ ghi trên màn hình cho bà con tiện theo dõi. Mời bà con cùng xem video. Giá mít Thái tại Đồng Tháp và An Giang. Mít kem nhất 39.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 31.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 29.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 21.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long. Mít kem nhất 38.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 30.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 28.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 20.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Long An. Mít kem nhất 38.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 31.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 28.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 21.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Tiền Giang. Mít kem nhất 40.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 32.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 30.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 22.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu. Mít kem nhất 31.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 26.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 16.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Tây Nguyên. Mít kem nhất 29.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 25.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 15.000 đồng trên kg. Giá mít ruột đỏ sơ vàng Indo tại khu vực Tiền Giang. Mít nhất 90.000 đồng trên kg. Mít nhì 80.000 đồng trên kg. Mít bi 35.000 đồng trên kg.